chuyện con ông cháu cha và tại sao bọn nhà nghèo phải xem cái video này. Sau cái video trước và một vài video trước thì có một số bạn hater hỏi mình rằng bố mẹ mày có làm đảng viên không? Thì câu trả lời cho các bạn đó là có. Và có thì làm sao? Bố mẹ mình thì đúng là đảng viên thật, đi làm cũng không phải là to, nó cũng chẳng phải là nhỏ, nhưng thực sự thì nó chẳng quan trọng đối với mình. Bởi vì thậm chí đối với bố mẹ mình, cái ngành nghề mà mình và ông anh trai mình Việt Yogi đang làm là một cái ngành nghề, nó không thực sự nó gọi là một ngành nghề, và nó không phải là một nghề danh giá đối với gia đình nhà mình và thậm chí cả họ hàng nhà mình nữa. Thế nên là những sự ủng hộ của bố mẹ thì gần như là bằng không. Và thường xuyên nhận được những tin nhắn của mẹ rằng sao con chưa đi làm cho công ty này, con làm với công ty này hay thế mà sao con chưa đi làm cho họ. Và trước giờ thì trong mắt bố mẹ mình và anh trai thì có lẽ cái thời mà ông ấy còn đi làm kiểm toán ngân hàng ở New York thì còn được bố mẹ mình rất hay đi khoe, còn hiện tại thì dạy yoga thì có lẽ không được ưa chuộng cho lắm. Xin chào tất cả các bạn, Đức Anh đây và chào mừng trở lại với một video nữa của Andrew Bay Bổng. Và đây là kênh Andrew Bay Bổng tiếng Việt. Mình có kênh Andrew TV, vlog du lịch và vlog tiếng Anh, chèn gió tiếng Anh. Mình vừa kết thúc danh hiệu du học sinh rồi, thế nên là bây giờ mình có thể tự gọi mình là một người sản xuất video quảng cáo và video thời trang, fashion film và commercial. Cái video này mình sẽ nói về chuyện con ông cháu cha và chuyện bọn nhà nghèo như mình. Nghe giờ tin thế thôi nhưng mà thực sự thì mình cũng rất là nghèo, đang rất nghèo. Không phải quá nghèo như hồi trước nhưng mà cũng rất nghèo. Đầu tiên, bức hình bạn đang thấy là gì? Và cái video này bạn đang nhìn thấy là gì? Thì đây là Ivanka Trump, con của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và cô ấy thì đang tham dự cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản và ngồi sánh ngang hàng với các thủ lĩnh thế giới G20 tại cuộc họp thượng đỉnh này. Và đây là ví dụ mới nhất và viral nhất trên mạng về nepotism, tức là hiện tượng con ông cháu cha nhưng mà các bạn ở Việt Nam hay nói. Thì lý do mà Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ thì vẫn là một vấn đề của người Mỹ và của thế giới. Nhưng mình phải nhận ra rằng cái việc truyền thống gia đình và cái việc ưa chuộng con cái mình hơn người khác là một điều hoàn toàn tự nhiên và là bản năng của con người. Thế nhưng trong xã hội hiện đại thì luôn có một cái điều đó là giới hạn ở đâu. Ví dụ khi mà bạn đi làm công ty gia đình thì chắc chắn là người con sẽ lên làm quản lý chính dưới bố đúng không? Hoặc bố mẹ đúng không? Đấy là một công ty gia đình. Nhưng đối với một tập đoàn lớn thì cái nepotism mình nhắc lại đó là sự ưa chuộng của người thân và sự ưa chuộng hơn của người thân so với những người khác mà cùng kỹ năng. Tiếng Việt dịch hơi khó nhưng mà mình sẽ từ bây giờ mình sẽ nói là nepotism. Nepotism các bạn hãy, bạn nào mà chưa biết thì đây là chữ viết của nepotism. Và các bạn phải hiểu rằng nepotism là một sự tự nhiên của con người. Và đây là một điều không tránh khỏi bởi vì con người ai cũng có những cái bias, tức là những cái định kiến, những cái quan điểm của mình. Ví dụ, nói thế thôi chứ việc phân biệt vùng miền là một cái điều bias tự nhiên của con người, một cái điều bản năng của con người. Phân biệt vùng miền kiểu con này ở tỉnh này nó sẽ khác dân mình ở tỉnh này, nó luôn là mình và họ. Ví dụ như con này là người nước này, con bé này là người nước này, thì nó văn hóa của nó sẽ khác văn hóa của mình. Có thể thấp kém hơn, có thể là cao hơn, tùy vào mỗi người. Nhưng mà cái việc phân biệt và cái việc nepotism đó là những cái bản năng của con người. Và chúng ta khi làm business, chúng ta khi làm kinh doanh và trong cuộc sống thì những cái định kiến và quan điểm cá nhân là một sự cực kỳ khó mà tránh khỏi. Ví dụ kiểu đi học, kiểu con giáo viên, ngày xưa các bạn đi học đúng không? Mấy thằng bạn mình mà thằng nào mà con giáo viên thì đi thi toàn biết trước đề xong toàn là điểm cao một cách bất ngờ, xong rồi các thứ. Nhưng mà cuộc đời mà ở những cái chuyện này ở đâu cũng xảy ra, không phải chỉ ở Việt Nam, không phải chỉ ở nơi bạn đang làm, nó một điều xảy ra ở mọi nơi. Và vấn đề là cách bạn nhìn nhận nó thế nào thôi. Thì xoay trở lại một cái vấn đề mà dễ hình dung hơn đi. Ví dụ như là những người giàu, nói thế đi,
cho dễ hình dung, thì các bạn đừng ghét những người giàu. Bởi vì sao? Bởi vì những người con của họ, họ sinh ra họ có chọn gia đình đấy không? Bạn sinh ra bạn có chọn gia đình bạn không? Chắc chắn là không rồi. Mình sinh ra như thế nào thì bố mẹ mình là như thế, hoàn cảnh nó như thế. Chúng ta sống với một cuộc sống mà chúng ta được giao những cái lá bài mà đã được giao cho mình rồi, mình đâu có quyền chọn. Và tao đâu muốn lá bài này, tao muốn lá bài kia. Nhưng mà không, cuộc sống không phải như vậy. Cuộc sống nó là như một trò chơi vậy. Bạn được giao những thứ mà bạn có, và cuộc sống của bạn nó như một trò chơi, bạn phải giành lấy những thứ mà bạn muốn. Thì đấy là cuộc sống này thôi. Có thể bạn không có cái này, có thể bạn không có cái này, nhưng bù lại bạn có những cái khác. Nhỡ đâu những người con là siêu giàu thì họ lại muốn lựa chọn một cuộc sống bình thường hơn, ít bị soi mói hơn, ít gặp những cái kẻ nịnh bợ trong cuộc sống của họ, những kẻ giả dối. Những cái đợt ở Paris, nếu mà mình chưa giới thiệu thì mình quay video cưới rất là nhiều. Và những cái đôi mà cưới được ở Paris, bởi vì giá quay cưới ở mình Paris cũng khá là chát, cao hơn khá là thị trường khá là nhiều, bởi vì mình không muốn quay quá nhiều, bởi vì cái quay của mình thì có mỗi mình là quay phim ở Paris. Thế nên những đôi mà mình quay cưới cho họ thường rất thành công, và họ mình nhận thấy rằng những cái người mà giàu thật sự họ sống rất là low key, tức là họ sống không phô trương. Cả bộ quần áo thì anh ấy mặc những bộ quần áo không tên, không không brand, nhưng mà khi mà lật cái mác ra thì những brand cực kỳ khủng, và nhiều khi nhiều bạn chưa nghe tới, bởi vì những brand siêu khủng, khủng hơn cả Gucci, LV các thứ, bởi vì brand đó là dành cho những người siêu giàu, và những người siêu giàu thì họ không cần phải phô trương. Và có những người giàu thì họ rất rất hay khoe mẽ, khoa trương. Ví dụ như có một đợt mình đi một bà chị, một chủ shop thời trang Hàn Quốc ở Hà Nội hay Sài Gòn thì mình cũng chẳng biết, nhưng mà bà chị này ngồi ăn thì mở mồm ra là ôi chị đang định bán con Mercedes S của mình để mua con Maybach, xong rồi kiểu chị mua con đồng hồ này mấy tỷ các thứ, xong kiểu xong rồi bà chị bạn mình thậm chí đã phải xin lỗi mình, bởi vì bảo mình rằng chị thực ra chị không chơi với chị này đâu, chỉ là đi cùng đoàn thôi. Nhưng mà chị bạn mình nhá, chị bạn mình chồng chồng chị là một anh investor, một nhà đầu tư trong các công ty công nghệ phần mềm Việt Nam rất lớn, rất thành công. Và đối với mình thì đấy là những người wealthy, những người mà thực sự giàu. Họ có những sở hữu những phần mềm, công ty phần mềm mà thực sự có giá trị cho cuộc sống, thay vì phô trương như bà chị kia khoe là mình thay con thay cái này cái nọ. Nhưng buồn cười gái, đến lúc đi mua đồng hồ ở Paris, đi mua với một anh bạn mình cũng là photographer, cũng chụp ảnh, nhưng mà hay đi mua, hay dẫn mọi người, những người có nhu cầu đi mua đồ hiệu, đồ siêu đắt, thì đến lúc mà cần tiền ra thì lại không có tiền. Đấy, thế nên là wow, nhiều người bạn nghĩ rằng giàu nhưng họ không thực sự giàu, và nhiều bạn nghĩ rằng họ sống một cuộc sống sung sướng nhưng mà thực sự họ không sung sướng. Thì bây giờ chúng ta sẽ lại nói về tiền vậy, bởi vì tiền đối với mình là một điều nó mang lại sự tự do cho mình. Các bạn có thể chê sự giáo dục của Việt Nam rằng họ dạy bạn những thứ nhảm nhí không đâu vào đâu, toàn dạy bắt học những thứ linh tinh linh, nhưng các bạn phải nhận ra rằng ở Mỹ cũng như thế. Ở Mỹ trừ những trường top 5 thế giới như kiểu Harvard, Stanford, những trường MIT, những trường đỉnh ra, thì những trường khác của Mỹ thực sự là không đáng học đối với mình như vậy. Bởi vì những anh bạn cùng trường, cùng khóa với mình học trường Am, đi du học rất là nhiều, mà những trường top đỉnh cũng rất là nhiều, và những trường bình thường thì càng nhiều hơn. Và anh trai mình cũng thế. Thì có lẽ từ nhiều năm nay thì kinh nghiệm đúc rút ra là kể cả học sinh Mỹ, họ đi học trường bên Mỹ xong họ cũng vẫn thất nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì cái chương trình giáo dục đã lạc hậu quá lâu rồi. Không phải chỉ Việt Nam mà còn ở Mỹ, ở thế giới đang thay đổi quá nhanh, công nghệ đang thay đổi quá nhanh, chỉ 5 10 năm mà các bạn có những thứ chưa bao giờ ai tưởng tượng ra được. Ngày nay kiểu những cái máy ảnh mà mình đang quay này, khoảng chục năm trước mọi người có một cái con máy ảnh mà bình thường lắm rồi, DSLR lắm, là xịn lắm rồi. Bây giờ có những con máy ra liên tục, điện thoại ra liên tục, công nghệ và những công nghệ phần mềm về dịch vụ, về banking, về ngân hàng, về thanh toán online. 10 20 năm trước, tức là nó phát triển quá nhanh và nền giáo dục không bắt kịp. Thế nên những học sinh mà quá phụ thuộc vào chương trình giáo dục, họ quá tin tưởng vào nền giáo dục, thì họ sẽ là người bị bỏ lại đằng sau. Và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ
cũng cực kỳ cao, cũng như các nơi khác trên thế giới. Nhưng mà mình nhắc lại một câu mà mình rất thích, mà mình đã chia sẻ với các bạn từ video trước, đó là một người vô dụng thì ở đâu bạn cũng sẽ là một người vô dụng. Một người Tây vô dụng mà sang Việt Nam thì may ra chắc đi dạy tiếng Anh được thôi, chứ cũng chẳng làm được gì hơn. Tất nhiên là dạy ở Việt Nam thì nếu bạn có màu da trắng thì bạn sẽ kiếm được hơn những người Mỹ mà có màu da hơi đen một chút. Đấy, đấy thì đấy là cái bias, cái định kiến về chủng tộc nó vẫn đang diễn ra, và nó là một điều ở xã hội nó đã ngấm vào con người quá lâu rồi. Và mình nghĩ rằng sẽ mất một vài thế hệ nữa để mà xóa bỏ được những định kiến này về màu da, về chủng tộc, về con người. Một điều nữa là ở các trường đại học họ không dạy bạn cách kiếm tiền, họ không dạy bạn cách làm thuế, họ không dạy bạn cách điều hành một công ty hoạt động như thế nào. Ở trường thì mình có học accounting, môn kế toán. Nhưng thực sự thì mình nghĩ rằng chắc có mỗi môn kế toán là mình cảm thấy hay và cảm thấy hữu dụng. Học cách đếm tiền mà. Còn hầu hết các trường thì họ dạy bạn cách làm bài kiểm tra sao cho điểm cao, đúng không? Họ dạy bạn những cái tips, những cái bí kíp nhỏ để mà thi không bị trượt, để mà thi đạt được những điểm tối đa như này như này. Họ dạy bạn cách làm bài kiểm tra và nhớ thông tin, chứ họ không dạy bạn cách suy nghĩ và cách tự học. Nói thế cũng hơi quá, nhưng mà thực ra ở một số nước tiên tiến thì họ cũng dạy con bạn cách lập luận logic và cách tự học một chút, và một số môn thể dục thể thao. Nhưng mà nói chung lên đến tầm đại học thì cũng chỉ thế thôi. Những người vô dụng vẫn luôn là những người vô dụng, và họ sẽ thất nghiệp nếu họ không có khả năng tự học, tự kiếm tiền. Có một cái lý thuyết rằng tại sao trường học không update những cái mới, không cập nhật những cái mới, bởi vì họ muốn giữ cho người dân một trình độ văn hóa kém hơn, và chỉ những người giỏi họ mới vươn lên, và họ kiếm tiền từ những người dốt. Bởi vì mình nói thật với các bạn, kiếm tiền từ những người kém hiểu biết hơn mình thực sự là dễ hơn rất nhiều. Bạn cứ thử đi bán một món hàng cho một người chuyên gia về một cái gì đấy xem, họ sẽ hỏi bạn rất nhiều thứ, họ sẽ hỏi bạn rất nhiều câu. Và bán hàng cho một người dân trí thấp thì dễ hơn rất là nhiều. Bạn có thể làm điều này hoàn toàn hợp pháp. Bạn có thể giữ họ ở một vị trí làm việc thấp, trả lương kém, công việc nặng nhọc, họ cũng không phàn nàn, họ cũng không thể phàn nàn bởi vì họ không biết làm gì. Thì đấy là một lý thuyết mà mình đọc được đâu đấy trên mạng, rằng họ không dạy bạn, họ không dạy người dân những thứ tiên tiến hơn bởi vì họ muốn giữ những người dân ở vị trí thấp kém hơn, để những người giàu, những người giỏi, những người mà có ý thức tự vươn lên, họ tự tìm hiểu và họ luôn có một nguồn lực sẵn để làm những công việc nặng nhọc, trả lương thấp kém. Thì đấy thôi, cuộc đời quay lại, cuộc đời là những lựa chọn, mà bạn chọn là người giỏi hay là bạn chọn là một người thấp kém, một người dân trí thấp. Và tiếp nối cái vòng luẩn quẩn của việc đi học đại học, kiếm việc làm, lập gia đình, đẻ con, nuôi con đi học, cho con đi làm, cho con nuôi gia đình, thì nó cái vòng luẩn quẩn như vậy. Và xã hội luôn có một số lượng người dân nhất định để làm những công việc trong nhà máy, làm những công việc sản xuất, làm những công việc nặng nhọc như thế. Thực sự thì khi mà các bạn đọc những cái bí kíp về tiết kiệm xăng, về cách bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền, ví dụ như mỗi sáng mà các bạn không mua một cốc cà phê ở Starbucks, các bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi mà các bạn dùng những cái coupon, cái thẻ giảm giá, và các bạn tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng mà tiết kiệm thì chắc chắn sẽ không làm bạn giàu hơn, sẽ chỉ làm cho bạn vừa già vừa nghèo thôi. Tất nhiên tiết kiệm không có gì là xấu cả, bởi vì khi mà chúng ta có tiền mà chúng ta tiêu pha quá nhiều thì chắc chắn là tiền sẽ hết, tiền nào cũng hết nếu mà các bạn tiêu pha không đúng mức. Thế nhưng hãy đừng nhìn vào việc tiết kiệm một vài đồng xu lẻ, mà hãy nhìn vào một bức tranh lớn hơn. Có một câu nói của Mỹ đó là đừng đi nhặt những đồng xu lẻ, mà hãy đi kiếm những đồng check lớn, những cái tờ séc lớn. Bởi vì thế, thời gian con người chúng ta đều có 24 giờ, đúng không? Khi mà các bạn chỉ kiếm được từng này tiền trong một cái khoảng thời gian như thế, mà trong khi người khác kiếm được cũng một khoảng thời gian 8 tiếng làm việc, họ làm ra nhiều tiền hơn bạn rất nhiều, thì cái việc mà một năm bạn tiết kiệm được mấy trăm đô, vài triệu tiền cà phê, hoặc là một năm bạn tiết kiệm được
khoảng vài trăm nghìn tiền xăng thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi vì trong cả năm đấy bạn đã làm được hơn người kia vài chục triệu, vài trăm triệu, và nó chẳng ảnh hưởng gì. Và vài trăm nghìn đấy thực sự không ảnh hưởng gì đến cái tiền của họ cả, đến cái quỹ của họ cả. Việc tiết kiệm xăng ấy thì chỉ làm cho bạn già đi cùng một cái chiếc xe máy cũ cũ dần của bạn mà thôi. Thế nên là một lời khuyên cho các bạn đó là hãy học cách hiểu về đồng tiền, kể cả gia đình bạn có làm kinh doanh hay không. Gia đình mình thì không làm kinh doanh, gia đình mình không làm cái gì cả. Thế nên là lúc mà mình muốn làm kinh doanh, lúc mà mình muốn làm sản xuất, mình chẳng có ai để hỏi cả, mình có ông chú để hỏi, nhưng mà ông chú có vẻ sợ bố mẹ mình khó chịu nên là cũng không tư vấn nhiệt tình gì mấy. Nhưng mà ông chú rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ mình và giúp đỡ gia đình. Lúc mà mình mới về Việt Nam, ông chú đã hỏi rằng mình gọi ông chú hỏi là chú ơi mua xe máy cũ ở đâu, thì chú bảo là mày mua xe máy cũ làm gì, mày cần xe máy không chú mua cho, chú sẵn sàng offer cho mình một xe máy mấy chục triệu. Nhưng mà thanh niên lớn rồi, tự làm ra tiền rồi, nên mình tự quất cho mình một con quay quay đen, đi tuần này cũng bị cảnh sát bắt mấy lần. Nhưng mà khi mà nhà bạn không có một ai kinh doanh thì sách đối với mình đó là người dạy mình tất cả. Như video trước mình nói thì bạn nào mà gia đình không có ai làm kinh doanh mà muốn làm kinh doanh thì hãy nhấc cho mình một cuốn sách Cha giàu cha nghèo, bởi vì cuốn này mình đọc xong thực sự đó là những tương phản về cách nghĩ về tiền của hai hai kiểu người trong xã hội. Những người đi làm công ăn lương, tức là những người làm bán thời gian mình để nhận lấy tiền, và những người bắt đồng tiền và làm việc cho mình. Đấy là những nguyên lý cơ bản của một cái business, một cái công ty vận hành. Bởi vì cùng một ngày con người chỉ từng lấy tiền thôi, bạn phải làm sao để mà bạn nhân đôi được cái tiền bạn lên, nhân ba được cái tiền của bạn lên, mà bạn không phải làm việc gấp đôi gấp ba lên. Tức là hãy làm việc một cách thông minh hơn chứ không phải là làm việc một cách chăm chỉ hơn. Câu này nghe có vẻ rất là hay nhưng mà thực sự thì nghe nó hơi fancy, tức là nó hơi hơi cường điệu hóa lên, nhưng mà giai đoạn đầu chắc chắn phải là một giai đoạn mà bạn sẽ phải làm việc cực kỳ mệt nhọc, và tiền chắc chắn bạn sẽ đi xuống. Có một cái biểu đồ của startup, tức là startup đang ở đây và nó sẽ đi xuống, tiền tiền lương sẽ đi xuống, mọi người đều rất rất buồn, tức là tiền xuống lại chả buồn, cái quỹ nó sẽ cạn, nó sẽ âm tiền, net net sẽ là kiểu negative, tức là nó sẽ tiền nó sẽ đi xuống, cái quỹ bạn sẽ lỗ vốn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng mà nếu bạn vượt qua được khoảng thời gian lỗ vốn thì cái tiền của bạn sau đấy ở giai đoạn sau nó sẽ tăng lên. Thế nhưng rất nhiều người không vượt qua được cái giai đoạn lỗ vốn, họ sợ nghỉ việc sẽ mất tiền, họ sợ nghỉ việc sẽ có những cái mạo hiểm, và họ không sẵn sàng đánh đổi sự an toàn của mình cho mạo hiểm đấy. Và mình nghĩ đấy là lý do chỉ có một số người dám làm những thứ mà họ làm. Và mình thì mình nghĩ rằng mình cũng đang ở giai đoạn hơi xuống đáy một chút hơi xuống đáy một chút, nhưng mà vẫn đủ tiền để sống, để trả cho đội của mình, để vận hành, để đi du lịch, để làm những thứ mình muốn, để ăn những món mình thích. Thế nên là mình nghĩ rằng cuộc sống của mình bây giờ cũng khá là tốt, mặc dù là của anh trai mình nữa. Ông anh mình dạy yoga, bố mẹ thì không ủng hộ bởi vì bảo rằng đấy là một công việc tay chân và bố mẹ thì không thích công việc đấy. Nhưng mà ông anh mình cũng thành công, và ông anh cùng mình cũng giúp đỡ mình thành công rất là nhiều. Ông anh Việt Yogi của mình. Cái nhà này của tôi à, các bạn bảo rằng nhà này to nhưng mà thực sự nhà này bố mẹ tôi trả góp 20 năm. Đối với mình khi mình đọc sách về đầu tư thì trả góp một căn nhà có lẽ hầu hết trong các trường hợp không phải là một sự lựa chọn tốt, nhưng mà đấy là có lẽ là sự lựa chọn duy nhất và tốt nhất mà bố mẹ mình đã có thể đưa ra trong lúc bấy giờ, vì gia đình thì cần ổn định mà, đúng không? Thế nên là bố mẹ mình cũng đã làm mọi thứ tốt nhất có thể. Mình không bao giờ mình phàn nàn gì về bố mẹ cả, bởi vì từ bé đến giờ mình nói thật, mình chưa bao giờ bị bỏ đói một bữa nào, mình chưa bao giờ phải ngủ ngoài đường một hôm nào. Thế nên là mình rất biết ơn những thứ mà mình có, mình được đi học đầy đủ, mình đi học không bị thiếu một cái gì, nên là mình biết ơn những điều đấy. Thế nhưng mình cũng chưa bao giờ có tiền allowance, tức là tiền tiêu vặt hàng tháng. Tiền tiêu vặt là một cái mình lớn lên là chưa bao giờ có,
khi mà mình cần gì thì mình phải bảo mẹ mình cho mình đi mua, và mẹ đi cùng, và mẹ quyết định xem là mua cái gì. Ví dụ như giày dép, quần áo, thì quần bò hình như lên cấp 3 mới được mặc, bởi vì bố mẹ mình không thích quần, không thích mặc quần bò, không thích cho mình mặc quần bò. Điện thoại thì cuối cấp 3 mình mới được dùng, hình như lớp 11, 12 gì đấy mới được dùng. Xe máy thì lớp 12 mới được đi cái xe 50 phân khối, bởi vì sợ mình đi chơi với bạn gái. Mặc dù là không có xe thì vẫn đi chơi với bạn gái thôi, nhưng mà sợ đi chơi xa với bạn gái. Không, mẹ mình thì sợ nhiều thứ lắm nên là không cho mình tiền. Có đúng một năm là năm nhất mình, năm nhất năm hai mình đi học Mỹ về, mình nghỉ hè mình vẫn chưa đi làm nhiều nên là bố mẹ cho tiền tiêu vặt một chút, nhưng mà cũng cũng chắc cũng đủ để ăn vài bữa thôi. Theo bố mẹ mình lúc nào cũng sợ mình đi chơi với gái nên là nhưng mà tiền, nhưng mà đấy, thực sự thì từ đấy thì sự xấu hổ của mình, xấu hổ về bản thân rằng mình phải kiếm tiền. Và cái năm thứ hai sau khi mình đi du học Mỹ về thì mình đã bắt đầu tự kiếm được tiền từ việc quay phim. Mình đã quay những job đầu tiên, quay thời trang với tiền rất ít, nhưng đối với mình lúc đấy nó rất là nhiều, bởi vì mình chưa bao giờ quay phim kiếm ra được tiền, kiếm ra được tiền nuôi bản thân, tiền cho mình. Thì đấy là lần đầu tiên mà mình đã tự mua được một đôi giày cho mình. Ngày trước năm nhất năm hai đi học ở Mỹ thì mình cũng đi làm, nhưng mà tiền đấy chỉ đủ để ăn các thứ thôi, chứ mua quần áo cũng không có nhiều. Các chị YouTuber bạn mình bảo là sao mày mày làm vlog mà cả mấy mùa hè, à mấy mùa đông mày mặc nguyên một cái áo da như thế mày không thay à? Thì các chị cũng trêu thôi, nhưng mà thực sự bởi vì hồi đấy không có tiền, tiền bố mẹ cho đi du học cũng chỉ đủ để sinh hoạt là hết, không có tiền ăn chơi, không có tiền đi quẩy các thứ như các bạn cùng lứa. Nhưng mà không sao, cuộc đời mà, chúng ta có cái này chúng ta thiệt cái khác. Nếu mà ngày xưa mà mình được bố mẹ cho tiền đầy đủ mà bố mẹ mình mà giàu thì chắc là bây giờ mình sẽ không như thế này. Thế nên là cuộc sống mà không có gì để phàn nàn nhiều. Và những cái năm tháng ở Paris thì thực sự, những cái năm tháng mà đi du học thì mình mới thực sự mình cảm thấy được tiền nó quan trọng như nào. Những cái năm tháng ở Paris thì thực sự rất là đắt đỏ, và tiền bố mẹ cho thì cũng như hồi ở Mỹ nhưng mà đắt hơn rất là nhiều. Và mình thực sự lúc đấy là không có tiền, cộng thêm lúc đấy thì mình có cô bạn gái Natalie, cô bạn gái người Ba Lan cũng thỉnh thoảng sang chơi với mình. Bạn gái cũ của mình lúc đấy thì cô ấy cũng không bao giờ đòi hỏi gì nhiều, những cô bạn gái cũ của mình không bao giờ đòi hỏi gì nhiều từ mình. Nhưng mà đi chơi cũng phải có tiền đúng không, có bạn gái cũng đã phải chi tiền rồi, và thỉnh thoảng mình cũng sang bay sang thăm cô ấy. Như thế là mỗi lần như thế là mất phải đến mười mấy 20 triệu, cả tiền vé, cả tiền ăn ở, tiền ăn uống. Tí hơn tiền Việt Nam, thực ra so với châu Âu thì thế là rẻ, nhưng mà mình lúc đấy là mình nghèo, mình không có tiền, thế nên là đồng nào cũng quý. Và thế nên là thực sự cái áp lực về tiền cũng là lý do mà mình phải chia tay với cô bạn gái cũ, bởi vì áp lực mà, cực kỳ áp lực, lo cho bản thân còn không nổi, xong rồi còn bị đi bệnh viện vì cái ngón tay út này nữa. Mình bị cắt cái dao nó cứa vào ngón tay út, suýt đứt gân, thế nên là cũng mất thêm 2.000 euro nữa mà bảo hiểm Pháp thì chưa trả lại cho mình. Thế nên là đã nghèo lại còn bị đi bệnh viện. Cái hồi ở Pháp thì mình thực sự hiểu rằng sống ở đáy xã hội cảm giác như thế nào. Và đối với mình lúc đấy thì chỉ có đi lên thôi. Ăn uống lúc đấy mình phải cân nhắc xem là thịt này rẻ hơn hay là thịt này rẻ hơn, hay là mua ở đâu rẻ hơn, mình phải đi xa hơn một chút để mua đồ ăn nó rẻ hơn, và phải đi tàu thế này thế nọ, và mua quần áo, phải mua những quần áo second hand. Hồi Pháp mình cũng mua quần áo second hand nhưng mà cũng chọn lọc phết nên là cũng nhìn cũng khá. Việt Nam thì hay gọi đồ sida, nhưng mà ở châu Âu thì đồ second hand cũng, nếu mà biết chọn các bạn cũng có thể chọn được đồ tương đối chất lượng. Thế nhưng đấy không phải là cuộc sống mà mình muốn, đúng không? Chắc chắn đấy không phải cuộc sống mình muốn. Mình muốn có nhiều sự lựa chọn hơn. Mình muốn rằng mình đi ăn mình chọn được món mình thích, chứ không phải là chọn theo giá. Hiện tại thì cũng khá hơn hồi học sinh rồi, bởi vì cũng đi làm rồi, sắp 24 tuổi rồi. Tháng 11 sinh nhật mình, thì là sinh cuối năm nên là trẻ hơn các bạn cùng lứa. Nhưng mà tầm này rồi đi làm rồi chắc chắn là khá hơn, chắc chắn khá hơn hồi du học sinh rất nhiều. Du học sinh cực kỳ nghèo. Bạn nào bảo du học sinh mà giàu thì tùy tùy nhà thôi, chứ đừng nói rằng các bạn nào xem vlog của mình thì thực ra toàn đi chơi, đi ăn, nhưng mà những vlog đấy là tổng hợp từ chắc kiểu 1 tháng 2 tháng, thế nên là các bạn thấy rằng video mình ra không bao giờ nhiều, bởi vì thường là cũng toàn ở nhà làm việc làm video.
Và nhân tiện nói về sách du học thì anh bạn mình, những người làm trong cái forum Spider Room và hiện đang là một đối tác cực kỳ quan trọng của cái startup Nanobook của mình, cái app đọc sách Nanobook của mình, mới ra một cuốn sách đó là Du học ký. Đây cuốn cuốn sách đây, đây là cuốn Du học ký. Thì cuốn này là cuốn của các du học sinh, họ viết về cuộc sống du học sinh của họ. Và các đất nước khác nhau thì có những cái điều lệ, luật lệ khác nhau. Thế nên là bạn nào muốn tìm hiểu hơn, bạn nào sắp đi du học thì có thể mua cuốn du học ký này ở trên Tiki để ủng hộ đội Spider Room và ủng hộ những đối tác thân thiết của team mình. Nhân chuyện nói về tiền, chuyện học về tiền thì hãy chọn cho mình một người thầy mà bạn muốn trở thành như thế. Hôm trước mình xem một cái meme ở trên Instagram, đó là nếu mà bạn muốn lái một chiếc Lamborghini, bạn muốn lái một chiếc Ferrari thì đừng có hỏi một người lái xe Toyota làm sao để lấy một chiếc Lamborghini. Bởi vì những người nghèo, những người thất bại, bởi vì những người mà thất bại thì thường là những người to mồm nhất trên mạng xã hội. Họ quảng cáo, họ nói về cái này, họ nói về cái kia, họ nói về cái này. Nhưng mà bạn hãy nghiên cứu xem họ có thực sự nói đúng không? Thì hãy tìm hiểu xem họ có xứng đáng với những gì họ nói không? Bởi vì trên thế giới này rất nhiều người fake, những người giả, giả dối. Không phải giả dối mà họ chỉ là sống ảo thôi, họ sống ảo. Nhưng mà mình muốn tiền thật chứ mình không muốn tiền ảo. Bitcoin nếu mà tiền thật thì mình cũng muốn, nhưng mà hầu hết những người sống ảo là tiền ảo. Thế nên hãy chọn bạn mà chơi. Và lời khuyên lần nữa nhắc lại của mình, hãy đọc cuốn sách Cha giàu cha nghèo. Bạn nào mà lười ra hiệu sách thì tải trên mạng về, bởi vì cuốn này rất là lâu rồi và hình như là đã hết hạn bản quyền, nên là các bạn hãy tải free trên mạng. Tiếng Việt nhiều mà, tiếng Việt thì càng nhiều, tiếng Anh cũng có rất nhiều. Và khi các bạn đọc xong những cuốn sách thì bạn sẽ biết rằng trong cuộc sống này có những cái nó bất công. Ví dụ như là tao sinh ra nhà tao ở tỉnh này, mọi người nghĩ rằng dân ở tỉnh này như thế này thế nọ, và mọi người nghĩ rằng tao người Việt Nam và tao là người thấp kém hơn so với người châu Âu, thì xã hội sinh ra có những cái luật nó rất là dở hơi như thế, nó rất là bất công đúng không? Nhưng nền kinh tế thị trường vào thời đại này, thế kỷ 21 này, có những điều mà bạn follow, như có những cái luật chơi mà bạn chơi theo cái luật chơi của nó thôi, thì chẳng có ai ngăn được bạn làm giàu kiếm tiền cả. Các bạn hãy mở cho mình một thế giới mới, hãy loại bớt những người mà sống ảo trong cuộc sống của bạn đi, hãy bớt chơi với những người mà cả đời họ chỉ, ví dụ bạn đưa cho một cái máy tính kiểu bình thường, một cái máy tính bất kỳ đi, thì họ sẽ ngồi để họ chơi game, họ lướt net, họ đọc những cái tin giải trí nhảm nhí. Còn bạn đưa cái máy tính đấy cho một người khác, họ biết lập trình, họ sẽ lập trình ra những cái trang web ảo diệu, họ sẽ lập trình ra những cái trang thương mại điện tử, họ sẽ làm ra những thứ mà mang lại cho họ rất nhiều tiền. Thế nên là hãy thay đổi cái mindset, thay đổi cái cách suy nghĩ của bạn về mọi thứ. Ý mình luôn là mọi thứ trong cuộc sống này, thì bạn sẽ nhận ra rằng tiềm năng của bạn ở khắp mọi nơi, chỉ có là bạn có đủ khả năng để mà khai thác cái tiềm năng đấy hay không. Chứ mình thấy rằng nhiều nhiều bạn sinh viên hay phàn nàn rằng sinh viên thì nghèo, nhưng mà mình thấy các bạn làm việc xong, giờ giờ học xong toàn đi chơi game. Ví dụ như là mình tập gym ở một cái khu tầng 6, anh trai mình dạy gym ở trên tầng 7, và tầng 5 là một cái tầng chơi game rất nhiều thanh niên trong đấy. Thực ra thì chơi game không có gì xấu, nhưng mà khi mà bạn chơi game mà nó ảnh hưởng đến thời gian và những hoạt động khác của bạn, và bạn phàn nàn về cuộc sống không có tiền của bạn, thì lúc đấy chơi game nó là một vấn đề trong cuộc sống của bạn, nó là một cái vấn nạn mà bạn phải bỏ bớt đi trong cuộc sống của bạn. Cũng như là bạn hãy ngừng chơi với những người mà sống ảo, hãy loại bỏ bớt những sự tiêu cực trong cuộc sống đi, bởi vì con người chỉ có 24 giờ thôi. Khi mà bạn học được cái quy luật của tiền thì bạn sẽ nhìn ra rằng nó có những cái điều luật nhất định. Nó không quan trọng rằng bạn da đen hay da trắng, nó không quan trọng rằng bạn 1m6 hay bạn 1m7, bạn có đủ tay đủ chân hay không, bạn đẹp trai hay không đẹp trai. Khi bạn tạo ra đủ những giá trị thì bạn sẽ nhận lại tiền là vật trao đổi cho cái giá trị mà bạn cung cấp cho xã hội. Vì sao Bill Gates là một tỷ phú? Bởi vì ông nghĩ ra
cái hệ điều hành Microsoft đã thay đổi cả thế giới, thay đổi nền tin học và tất cả những thứ liên quan đến công nghệ thông tin của thế giới thời bấy giờ. Và ông xứng đáng là tỷ phú giàu nhất thế giới. Và Warren Buffett thì ông là nhà đầu tư giỏi, ông giúp những công ty phát triển lớn mạnh, thì ông cũng xứng đáng là một trong những tỷ phú top đầu của thế giới. Jeff Bezos của Amazon thì trước khi của Amazon thì các bạn mua sắm các bạn phải ra ngoài, các bạn phải đi rất xa, các bạn phải không nhiều khi đi xa. Cái thời ở Mỹ thì những cái chỗ trung tâm mua sắm nhiều khi các bạn phải đi khá là xa nhau, và nhiều khi chỗ này không có hàng, chỗ này không có hàng, và giá nhiều khi chỗ này nó lại đắt hơn những chỗ này. Thế nên là những cửa hàng, thế nên là người tiêu dùng họ không được lợi. Như các bạn biết ở Việt Nam thì các bạn order một phát Uber, gọi Grab, gọi đồ ăn, các bạn một phát là họ giao hàng đến cho bạn. Thế nhưng không có Jeff Bezos khởi đầu Amazon thì có lẽ rằng bây giờ Việt Nam cũng không có mấy cái đấy đâu, thế giới cũng có lẽ cũng không có mấy cái đấy đâu, nếu mà không có Jeff Bezos làm Amazon, trang thương mại điện tử và các cái trang buôn bán khác điện tử về công nghệ thông tin. Thế nên là những tỷ phú tự thân, nhắc lại tỷ phú tự thân, thì hầu hết là họ xứng đáng với những đồng tiền mà họ kiếm ra. Bởi vì nếu mà họ làm việc không theo luật illegal, kiểu gì sớm muộn cũng sẽ bị bắt. Và chúng ta muốn làm việc một cách có đạo đức nhất, thế nên tuân thủ những luật và hãy tạo ra giá trị cho xã hội, thì lúc đấy bạn sẽ tự nhiên theo một quy luật tự nhiên thôi, bạn sẽ được trao lại tiền như là một vật phần thưởng cho những giá trị mà bạn cung cấp cho xã hội. Hãy loại bỏ cái cách nhìn của những người trung lưu, hạ lưu, những người thấp kém đi. Bởi vì khi mà tôi ra đường bây giờ, thỉnh thoảng mà gặp những thành phần bấm còi, vượt đèn đỏ, inh ỏi inh ỏi inh ỏi, thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì tôi đang ở sống ở một cuộc sống khác so với những người đấy. Cuộc sống của tôi thì chả bao giờ cần vượt đèn đỏ để làm gì, chả bao giờ cần phải liều mạng sĩ diện với ai để làm gì. Thế nên là khi có những điều nhỏ như thế thôi, nhưng mà khi các bạn nhận ra rằng cuộc sống của bạn nó đang lên một cái mức độ mới, thì bạn sẽ cảm thấy vui hơn về cuộc sống của mình, bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn, bạn sẽ cảm thấy rằng mình đã tạo ra được những giá trị cho bản thân và cho xã hội. Thế thôi, nghe đơn tưởng rất đơn giản nhưng thực sự nó không đơn giản lắm, nó cần một cái quá trình. Tôi cũng buồn cười, khá là buồn cười, bởi vì các tỷ phú bây giờ họ vẫn dành thời gian để họ đọc những cuốn sách của những người nghèo hơn họ, kém nổi tiếng hơn họ, nhưng các tỷ phú vẫn đọc sách của họ, bởi vì những tác giả này họ biết những điều mà những tỷ phú này không biết, và những điều này họ sẽ giúp cho những tỷ phú này ngày một giàu hơn. Thì đấy là một trong những thói quen của người giàu, những người tỷ phú, những nhà investor, những nhà đầu tư. Một điều quan trọng nữa là các bạn hãy bỏ cái tôi của các bạn đi, cái tôi tức là lòng sĩ diện trong bản thân, tức là mình nghĩ rằng mình biết tất cả. Nhiều người tỏ ra humble, nhiều người tỏ ra là rằng rất khiêm tốn, rằng nhà tao không giàu lắm nhưng mà tao sống thế này thế này thế này, nhà tao không giàu lắm nhưng mà tao thế này thế này thế này. Nhưng mà thực sự cái lòng khiêm tốn đấy nó chỉ là thực sự là một sự khiêm tốn giả, đạo đức giả, từ đấy có vẻ hơi gắt, nhưng mà sự khiêm tốn giả thì khi mà họ cho rằng họ đã biết tất cả và họ chỉ tìm những lý lẽ để bào chữa cho sự không thành công của mình trong cuộc sống mà thôi, họ đổ cho cái này, họ đổ cho cái kia, mà họ không chấp nhận rằng họ không chịu cập nhật những cái mới, họ không chịu cập nhật những cái kiến thức mới, họ không bỏ thời gian ra, bởi vì theo họ, họ đã làm trong nghề này bao nhiêu năm rồi, tao có rất nhiều kinh nghiệm, tao làm nghề này tao không việc gì tao phải đi học đọc sách về kinh doanh cả, tao không phải việc gì phải tao phải đọc sách về xây dựng trong khi tao đã ở trong ngành này bao nhiêu năm. Thế nên là những có những quả thợ xây nhà cho nhà mình đây này, làm cái ban công dốc ngược vào trong nhà, thế nên là lúc mà mưa ấy nước nó tràn vào nhà, thế hôm trước lại phải mất bao nhiêu tiền để sửa. Xong rồi đấy, nói chung là khi các bạn nói về sự ngu dốt của con người thì đấy là một sự vô hạn, sự ngu dốt của con người thực sự là vô hạn luôn. Và rất nhiều người đấy, quay trở lại với sự humble, sự khiêm tốn giả vờ của nhiều người, thì nhiều người hỏi rằng bí kíp tán gái của mình là gì. Thưa mình cũng chả có bí kíp gì cả, mình chỉ sống một phong cách honest living, tức là sống một phong cách rất chân thực. Và khi mình giới thiệu cho các anh ấy những quyển sách thì anh bảo thôi tao từng này tuổi rồi, tao tán gái rất giỏi rồi, tao cần gì những cuốn sách của mày. Thôi thì mình cũng chẳng nói gì nữa. Và đấy, cũng nhiều người như thế, thì các bạn hãy là người khiêm tốn về mặt kiến thức
Bởi vì chẳng có gì là các bạn biết tất cả cả. Khi mà bạn biết nhiều hơn thì bạn sẽ biết rằng bạn chẳng biết một cái gì cả. Bạn sẽ cần phải biết nhiều hơn về cái này, cái này, cái này, cái này. Bởi vì hóa ra là nó có những cái phần này, phần này, phần này, phần này mà mình phải cần. Thế nên đọc sách là một thói quen của những tỷ phú, những nhà investor thành công nhất trên thế giới. Mà những người bình thường, những người nghèo, những người dân trí thấp họ không làm. Và đấy là điều mà phân cấp các cái tầng lớp như chúng ta thấy. Nghe thì đau lòng thật, nhưng mà các bạn phải đối diện với sự đau lòng để mà phát triển bản thân. Bởi vì nếu mà thật sự là mình đi, mình chấp nhận cuộc sống mà làm văn phòng linh tinh mà bố mẹ mình có thể giao cho mình, có thể là mình con ông cháu cha đi, mình làm trưởng phòng đi, 40 tuổi làm trưởng phòng làm cái gì nữa, đúng không? Cả đời làm trưởng phòng thôi à? Nếu mình không có năng lực mình chả biết làm cái gì cả, cả đời mình cũng sẽ chỉ là một thằng như thế thôi. Nhưng mình đã chọn một con đường khác cho mình thích một con đường khác, mình chọn một con đường khác và mình tự làm nên con đường khác cho mình. Bố mẹ mình chẳng ai làm cho cái ngành này cả, mình tự đi một mình và mình chấp nhận điều đấy. Và mình phải chấp nhận học học hỏi, mình khó khăn hơn những người khác rất nhiều. Nhiều lúc mình cũng ước rằng nhà mình thực sự giàu để mà mình start up cái này, bùm phát là có đủ tiền start up, có mấy chục tỷ đập vào là có start up, có mấy chục tỷ là mình thuê được quản lý xịn, đội ngũ xịn. Nhưng mà không, mình chọn con đường riêng của mình và con đường này nó không phù hợp với cái hoàn cảnh gia đình nhà mình phải chịu thôi. Nhưng đó là cuộc sống, việc cần làm thì phải làm vậy thôi. Vlog đây là kết thúc, có lẽ vlog cũng hơi dài nhưng mà mình chỉ muốn các bạn nhận ra rằng nepotism, sự ưa chuộng con ông cháu cha xảy ra ở Việt Nam, cả thế giới, và đây là một điều tự nhiên, một điều bản năng của con người. Xóa bỏ được hay không thì mình cũng không biết, nhưng khi bạn không phải là con ai, khi bạn là không phải cháu nhà ai, thì bạn hãy là người đầu tiên trong gia đình bạn là một người giàu, là một người quyền lực để con cháu bạn được nhờ, đúng không? Bạn nghĩ rằng mấy thằng con của mấy ông lớn sẽ sướng, đúng không? Thì bản thân bạn hãy làm ông lớn đấy để con bạn sau này nó được nhờ, con bạn sau này nó được sung sướng. Chứ bạn mà lớn lên trong gia đình khổ cực, bạn cũng muốn con bạn khổ cực như bạn không? Cảm ơn các bạn đã xem vlog này. Hôm nay thì hãy nhấc đít lên và đọc một quyển sách đi nếu mà bạn chưa biết gì về một cái lĩnh vực mà mình thích. Đừng có giữ lại cái tôi trong mình quá lớn. Và đấy chính là điều đang giết bạn. Giết cả tuổi trẻ và giết cả tuổi trưởng thành nếu mà bạn đang xem video này và bạn lớn tuổi hơn mình. Thôi mình nói thế thôi, vlog này hơi dài. Hẹn gặp các bạn tuần tới ở Hàn Quốc. Tuần tới mình sang Hàn Quốc nên là sẽ quay một chiếc video ở Hàn Quốc cho các bạn. Video Travel kênh Offline Andrew TV thì mình vẫn đang giải quyết nốt những công việc nên là thôi dài quá. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.